con tôi là tên Lê Thị Phương, mà tôi sinh năm 1965, sinh ra hậu biết có 3 tuổi mới biết nó là câm điếc. Thì nó câm điếc vậy thì cũng chịu khổ, cho mẹ cũng chịu khổ rồi thôi. Hậu nhỏ biết gì đâu lô động, biết tới hai mấy tuổi đó, lùm khô mới gặp con đây đó, con đây mới cách bọn mới dẫn gì rồi mở ra muôn bốn. Mà không biết là nghĩ làm sao mà bón được giòn đi ăn uống của họ rồi hạt thấy rồi về rồi lùm. Nói chung nó dày cho nó bệnh tật cho nó lò men cũng hơn cho mình biết nó nuốt được là biết lò men được sống là được, tôi cũng khổ nuôi nữa. Cho nếu mà muốn bóp mình chắc cả đời tôi cũng nuôi miết thôi chứ. Cầm mà mở khóa thật sự rất là khó. Mặc dù là như thế nhưng mà hai cô vẫn cố gắng. Tuy hai cô khiếm khuyết nhưng mà em thấy hai cô vẫn như những người bình thường, vẫn có thể giao tiếp, vẫn có thể mua bán một cách rất là tốt. Và em thấy đôi khi là nhiều cái quán ăn nó không bằng ở đây, rất là có nghị lực sống. Với lại là để mà nấu được cái món ăn ngon đó anh, người bình thường như mình là mình đã cảm thấy là mình nấu cũng không được ngon rồi, nhưng mà hai cô là nấu rất là ngon mà lại là đặc sản của Quảng Ngãi nữa. Thật sự là em rất là khâm phục.